Hoa hậu Thanh Thủy trình diễn áo dài tơ sen tại Miss Grand Việt Nam 2024. Hoa hậu Việt Nam 2022 Thanh Thủy diễn bộ áo dài tơ sen đi kèm khung dệt độc đáo khi trình diễn trong đêm thi National Costume. Hoa hậu Thanh Thủy xuất hiện với áo dài lụa nàng sen do thí sinh Bùi Công Thiên Bảo thuộc team của nhà thiết kế Vũ Lan Anh thực hiện trong chung kết phần thi National Costume của Miss Grand Việt Nam 2024 tối ngày 30 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh. Để thực hiện trang phục, nhà thiết kế Vũ Lan Anh và thí sinh Bùi Công Thiên Bảo đã liên hệ với nghệ nhân Phan Thị Thuận từ làng nghề xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội để đặt hàng bà thực hiện chất liệu vải tơ sen. Nguyên liệu của mỗi tấm lụa đều là những sợi tơ rút ra từ thân cây sen mang lên từ đầm nước. Những sợi tơ mảnh như sương vừa có sự mềm mại, êm ái của tơ sợi thiên nhiên, lại có cả mùi hương dịu nhẹ của hoa sen. Để làm ra đủ nguyên liệu may chiếc áo dài này, nghệ nhân Phan Thị Thuận đã sử dụng 10.000, 15.000 cuốn sen và dệt trong vòng 2 tháng. Trên sân khấu, Hoa hậu Thanh Thủy trình diễn uyển chuyển. Ngoài chất liệu độc đáo, trang phục còn được tạo điểm nhấn bằng những lớp vải trên khung dệt cầu kỳ, đi kèm họa tiết in sống động. Nhà thiết kế Vũ Lan Anh cho biết với vai trò là huấn luyện viên cho các thí sinh ở phần thi National Costume của Miss Grand Việt Nam 2024. Cô mong muốn truyền cảm hứng tình yêu dân tộc, thiên nhiên đến những người yêu thời trang. Nổi tiếng với những bộ sưu tập áo dài được thực hiện thủ công tỉ mỉ cùng những chất liệu chất lượng từ nhiều vùng văn hóa dân tộc Việt Nam, Vũ Lan Anh đã mạnh dạn thổi hồn nghệ thuật dệt may vào các trang phục văn hóa dân tộc năm nay. Nhà thiết kế Vũ Lan Anh và nghệ nhân Phan Thị Thuận mất nhiều tháng cho công đoạn chuẩn bị chất liệu. Bà Thuận chia sẻ, tơ sen lớn lên từ lòng đất, ngậm hạt mưa từ bầu trời để phát triển. Trang phục khi hoàn thiện không chỉ mềm mại, còn giúp người mặc cảm nhận được âm hưởng đất trời quê hương. Cũng trong đêm chung kết phần thi National Costume, các thí sinh của đội nhà thiết kế Vũ Lan Anh còn trình diễn nhiều mẫu trang phục văn hóa dân tộc cầu kỳ, tỉ mỉ khác. Cùng các huấn luyện viên nhà thiết kế Việt Hùng, Đặng Trọng Minh Châu và Nguyễn Minh Công, nhà thiết kế Vũ Lan Anh mong muốn tìm được trang phục xứng tầm cho đại diện Việt Nam tại phần thi trang phục dân tộc ở Miss Grand International năm nay. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.